Xin chào bạn, hôm nay thì mình giới thiệu đến bạn một món nồi của GUC. Đây là mã nồi là WGU10 đấy, tức là nồi 1 lít nhé các bạn. Thì cái nồi này nó có cái chức năng là nó chuyển hóa được một phần đường để giảm đường đấy các bạn. Đấy, nồi này sản xuất năm 2020 còn rất là đẹp luôn nhé các bạn. Thì video hôm nay mình lên trễ là do mình test thử đấy các bạn. Thì tiện đây test đây thì mình kết hợp là để test áp suất cho các bạn xem luôn, xem cái áp suất của cái này nó là 29.4 kPa, thì nó có gì khác so với lại cái nồi hôm vừa rồi mình test là 49.4 kPa đấy các bạn. Đấy, thì ở cái thời điểm này 18 phút này các bạn, còn 18 phút là cái thời điểm nó sinh ra áp suất nhiều nhất nhé các bạn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem qua một ít một vòng thông số và cũng như giới thiệu cho các bạn về cái nồi này nhé các bạn. Đấy, thì cái nồi này 1 lít các bạn nấu được khoảng 2 bát 2 bát rưỡi. Cái son của cái nồi này nhé các bạn, là cái son nó thay đổi, nó cải tiến hơn rất nhiều so với cái dòng này các bạn. Đây, mình cho các bạn xem cái dòng này. Nó nhìn thì các bạn như nhau. Đấy, các bạn không thể biết được. Đấy, GA thì nó đã thay đổi rất nhiều rồi nhé các bạn. Thì cái này là mã son nó dùng mã là B558, còn nồi này á thì là B531 nhé các bạn. Đấy, mình mua thì mình chú ý cái đó. Nấu vẫn được thôi, nhưng mà cái son của cái nồi này nó không bền bằng cái son của cái nồi này, và chất lượng cũng vậy các bạn. Cái này nó không được bằng cái này nó không được bằng cái này, tại vì cái này ấy, nó cận tiệm cận so với lại cái dòng voi voi khủng long nhé, Yuji khủng long nhé các bạn. Đấy rồi, thì bây giờ mình sẽ hủy để mình test áp suất cho các bạn xem luôn. Thì bạn nào ưng thì liên hệ mình nhé. Cái nồi này các bạn, nó có một cái khuyết điểm đấy, nó bị chảy đấy các bạn này. Đấy, cái này cũng trong cái lô đấu giá mà hôm thứ bảy vừa rồi mình về nhé các bạn, chứ không phải hàng bãi đâu nhé. Đấy, rồi giờ mình sẽ ấn hủy, mình test cho các bạn xem. Đấy, bên này là không xì nhé các bạn. Đấy, xì thì các bạn nhìn này, nếu mà xì thì các bạn nhìn nhé, nó sẽ bị rỉ nước ở đây. Đấy, không hề bị xì nhé các bạn, nên các bạn yên tâm nhé. Đấy, không hề bị xì nhé các bạn. Rồi, đấy, các bạn thấy chưa? Ôi, bạn biết sao không, mình đạp vào dây nữa các bạn này. Đấy, mình đạp vào dây đấy, còn thấy nó xả ghê chưa, giờ còn có luôn, giờ còn áp suất còn luôn. Đấy đấy, rất khô ráo nhé các bạn. Rồi thì mỗi nồi này mình đang bán mức giá là 3,2 triệu nhé các bạn. Nồi son rất đẹp luôn các bạn, thấy nóng quá mình không mở được ấy. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ hộ mình nhé. Rồi, mình cảm ơn các bạn, xin chào các bạn nhé.